Vâng, chào toàn thể anh em đến với kênh Sáng Tạo. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em biến chiếc USB này thành một cái chiếc USB dùng để làm đĩa cài Win qua USB. Chúng ta có thể sử dụng USB làm đĩa cài Win 7, Win 8 hoặc Win 10. Rất là dễ, rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ không dùng đĩa để cài Win nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc USB này. Thì USB của chúng ta dung lượng phải tối thiểu là từ 4GB trở lên. Ở đây mình có một cái USB 16GB là USB 3.0. Tất nhiên các bạn có thể sử dụng USB 2.0 cũng được, với điều kiện là dung lượng từ 4GB trở lên. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành trên máy tính của chúng ta nhé. Đầu tiên là các bạn tiến hành cắm chiếc USB này vào máy tính của chúng ta qua cổng USB. Đây. Qua những cái cổng USB của máy tính. Đó. Sau khi chúng ta cắm USB vào máy tính, các bạn tiến hành format USB theo cái định dạng sau. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta cài Win vào USB để chúng ta sử dụng thì cái USB của chúng ta sẽ bị format. Cho nên là các bạn hãy lưu những cái dữ liệu USB ra cái vị trí khác nhé. Không là format hết thì nó sẽ trắng trơn USB của chúng ta đấy. Đầu tiên đây là cái ổ ép này là cái USB mà mình vừa mới cắm vào máy tính, USB 16GB đây. Các bạn kích chuột phải, các bạn chọn format. Rồi các bạn format đặt theo định dạng là NTFS nhé. Định dạng mặc định của nó là sẽ là FAT 32. Chúng ta sẽ đặt theo NTFS để chúng ta tiến hành format cái USB này. Các bạn lưu ý là chọn đúng ổ USB nhé, không các bạn lại format nhầm vào ổ cứng máy tính thì gay. Chúng ta chọn Start, nhấn OK. Và chúng ta đợi cho cái hệ thống cái USB của chúng ta sẽ được format theo định dạng mới, đó là NTFS. Bởi vì cái định dạng NTFS là định dạng của đĩa để sau chúng ta tiến hành cài Win. Đó, format thành công. Nhấn OK. Đóng chương trình. Hiện tại cái USB của chúng ta đã trống trơn. Các bạn lưu ý đây là USB là ổ ép nhé. Đây, ổ ép trong ngoặc đây. Tiếp theo là các bạn tiến hành cài cái phần mềm là phần mềm này. Win 7 USB DVD Download Tool. Cái phần mềm này các bạn có thể lên Google để các bạn tải về, hoặc là mình sẽ đính kèm ở cái phần giới thiệu của video. Mình sẽ đính kèm ở phần giới thiệu của cái video mình up lên YouTube, các bạn có thể tải về để sử dụng nhé. Tên là Win 7 USB DVD Download Tool. Sau khi các bạn cài cái phần mềm này, ở đây mình sẽ có một cái phần mềm, đây chính là cái phần mềm này. Đây, Win 7 USB DVD Download Tool. Thì mình có thể cài lại cho các bạn xem nhé. Đây, kích đúp, chọn Run, Next. Các bạn cứ Next thôi. Ở đây thì do mình đã cài rồi, mình chọn Repair. Đấy, các bạn được một cái phần mềm như thế này. Các bạn kích đúp vào để mở chương trình, chọn Yes. Ở đây các bạn có nhìn thấy cái giao diện của cái phần mềm. Thì các bạn tiến hành chọn browser. Các bạn chọn đến cái vị trí mà đặt cái file Windows của chúng ta. Ở đây mình có một cái thư mục đặt cái file Windows. File này là file định dạng ISO. Mình kiểm tra các bạn xem nhé. Đây, file định dạng là ISO. Đấy là cái file của cái đĩa Win mà chúng ta sẽ cài vào USB này để chúng ta làm cái đĩa cài Win bằng USB. Các bạn mở chọn vào đây. Đây, các bạn nhìn cái định dạng đây. Ở đây thì mình đã tích hợp một cái bản Win có đầy đủ các phiên bản của Win 7, x64, x32, tức là 64 bit, 32 bit của cái bản Home, bản Win 7 Pro, rồi Win 7 Ultimate, Win 7, những cái phiên bản này rất là phổ thông. Tiếp tục là các bạn chọn Next.
Ở đây giao diện nó có ba cái vị trí chúng ta có thể chọn. Thì nếu mà chúng ta sử dụng USB để cài Win thì các bạn chọn USB DevKit, cái nút ở giữa đây. Tiếp tục, các bạn lưu ý ở đây là cái phần mềm nó đã nhận cái ổ ép của chúng ta có dung lượng là 14,6GB, tức là cái USB 16GB ấy. Để các bạn có thể nhấn vào cái nút loát này thì nó cũng vẫn ra một cái ổ ép này. Cái ổ ép này chính là cái ổ chính là cái ổ USB mà chúng ta dùng để cài cái file ISO vào đấy để làm cái đĩa cài Win qua USB. Các bạn nhấn begin copying. Đó. Vậy là các bạn có thể ngồi chờ để cho Win 7 được ghi vào USB. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta dùng USB để cài Win thì cái tối thiểu là USB phải từ 4GB trở lên. Có thể dùng USB 2.0 hoặc 3.0 cũng được, nhưng dung lượng là phải từ 4GB trở lên. Mà các bạn không nên để bất cả một cái dữ liệu nào trong USB, bởi vì là để dữ liệu trong USB nó khi mà chúng ta tạo cái file vào trong USB để cài Win thì nó sẽ bị format cái USB của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải có một cái file file Win có định dạng .iso. File Win đấy thì chúng ta có thể tải ở trên mạng rất nhiều, các bạn vào Google tìm, hoặc là mình sẽ đính kèm một cái file Win ở cái phần giới thiệu của clip để cho các bạn tải. Và cái thứ ba là một cái công cụ không thể thiếu, đó là Win 7 USB DVD Download Tool. Công cụ này mình cũng đính kèm phần giới thiệu của cái clip hôm nay. Ở đây thì khi mà các bạn cài biến USB thành cái đĩa cài Win thì cái USB nó có cái chức năng tương tự một cái đĩa DVD mà chúng ta dùng để cài Win. Thì nó rất là hiệu quả và tiết kiệm chi phí, bởi vì là chúng ta sử dụng máy tính là rất nhiều bạn có USB. Chúng ta có thể sử dụng để làm thành một cái đĩa cài Win rất là hiệu quả. Và các bạn hãy lưu ý rằng là khi mà chúng ta biến cái USB thành một cái đĩa cài Win thì chúng ta cài cũng như là đĩa. Với một cái dòng, mỗi cái dòng máy tính hoặc dòng laptop thì các bạn sẽ vào boot khác nhau. Ví dụ như có dòng thì các bạn là bật nút nguồn nhấn F2, hoặc là có dòng thì F9, có dòng F10, có dòng F11, có dòng F12 để vào chúng ta có thể cài Win. Có dòng thì ví dụ như các bạn ấn nút nguồn, ấn một cái phím ví dụ như từ F1 đến F12 chẳng hạn, một cái phím quy định của hãng, thì các bạn lại phải ấn Enter liên tục, ví dụ như cái dòng máy Asus nó hay như vậy. Cho nên là các bạn tùy theo cái máy tính của các bạn mà các bạn vào cái file boot theo những cái cách khác nhau, để chúng ta có thể tự cài cho mình những cái bản Win mà chúng ta không phải ra quán, ra tiệm nhờ họ cài, nó rất mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Đó, các bạn cứ ngồi chờ thôi, làm một tách cà phê ngồi chờ, lúc nào cái USB nó được cài xong thì chúng ta đã có một cái USB dùng để cài Win khá là hiệu quả. Ở đây mình đang hướng dẫn các bạn sử dụng USB để cài cái phiên bản của Win 7 đi. Còn Win 8, Win 10 thì các bạn làm tương tự. Cái việc tạo USB cài Win nó khá là đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả và nó an toàn, tiết kiệm chi phí. Các bạn có thể tự làm tại nhà qua cái clip mà mình hướng dẫn, nó rất là đơn giản. Hầu như các bạn trẻ mà chúng ta mới sắm cho mình một cái laptop, một cái máy tính, hoặc là mới đi vào đại học, hoặc là vào cấp 3 bố mẹ sắm cho một cái máy tính, thì các bạn nên tự biết cách cài Win và khắc phục những cái lỗi cơ bản, những cái lỗi mà nó phổ thông trên máy tính, để chúng ta biết cách sử dụng. Nó tiết kiệm được những cái chi phí, không mỗi lúc mà xảy ra sự cố chúng ta lại mang ra tiệm, rất mất thời gian và tốn kém. Mà trong khi đó những cái những cái chức năng mà chúng ta không thể sử dụng được hết thì nó rất là lãng phí. Cho nên là cái việc học cài Win, hoặc là học gốt, hoặc là học cài một số cái phần mềm, hoặc là sử dụng một số phần mềm xử lý một số sự cố của máy tính, là các bạn hết sức
phải lưu tâm để ý để chúng ta tăng thêm cái hiểu biết của mình về vốn kiến thức về IT để nó phục vụ cho cái công việc cũng như học tập của chúng ta sau này. Mình đã phát triển kênh sáng tạo. Nếu các bạn thấy cái clip này hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video giúp mình lên mạng xã hội. Điều đó sẽ giúp cái kênh sáng tạo phát triển mạnh hơn, lớn hơn để phục vụ cộng đồng một cách tốt hơn. Video được phát trên kênh sáng tạo hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể yên tâm để theo dõi và sử dụng những cái kiến thức rất là hữu ích từ chúng mình. Đấy, cái việc cài Win này nó cũng khá là hiệu quả, đơn giản mà nó rất là thú vị, cho nên là các bạn hãy tự tìm cái những cái cách mà để chúng ta cài được những cái bản Win. Bởi vì là không phải lúc nào chúng ta cũng gốt máy tính, mà chúng ta cài Win với mục đích là tạo ra một cái bản Win mới giúp máy tính của chúng ta nhẹ hơn, và sau đó chúng ta tự cài những cái phần mềm thì nó sẽ theo ý mình. Còn những cái bản gốt thì có thể là có những cái phần mềm không mong muốn do những cái bạn ấy làm những cái file gốt đấy, bạn ấy đưa lên mạng để cho mọi người dùng chung, cho nên là nó không thể theo ý mình được. Cho nên các bạn muốn theo ý mình, muốn một cái máy tính sạch sẽ thì các bạn chỉ có thể là tự cài Win. Cho nên là cái việc các bạn theo dõi cái clip này thì là rất là cần thiết. Các bạn cứ làm theo từng bước một là các bạn sẽ có một cái USB để cài Win cực kỳ là tốt, hiệu quả. Đó. Cái phần mềm này nó giúp ghi lên USB, tạo thành ghi cái file ISO vào USB, tạo thành một cái bản cài Win. Khi ngày xưa khi USB còn hiếm, còn đắt thì chúng ta thường thường hay đi mua những cái đĩa cài Win về để chúng ta sử dụng, đĩa 15.000, 20.000. Nhưng mà có một cái nhược điểm là nó không được bền, và chúng ta cài một vài lần mà chúng ta không sử dụng đến là nó mốc, là hỏng. Mà những cái máy tính không phải là máy tính nào cổng cái cổng ổ đĩa cũng hoạt động được trơn tru. Nhiều cái máy tính nó bị hỏng, mà nhất là những cái máy đời mới có nhiều mà dòng máy tính họ sẽ không thích hợp ổ DVD nữa. Đó. Thế là chúng ta đã xong loát 100%, là chúng ta đã xong có một cái USB cài Win rất là chuẩn rồi, backup complete. Chúng ta tắt đi. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra. Đây. Cái OS của chúng ta đã thành một cái đĩa cài Win. Đây các bạn nhìn đây, đúng biểu tượng luôn. Mình mở ra cho các bạn xem. Đấy, gồm tất cả những cái file hỗ trợ chúng ta cài Win. Đó. Có phải là cái việc này rất là đơn giản không? Đây là cái file cài Win của chúng ta hết 3,693GB. Đấy, cho nên là mình khuyên các bạn là có cái USB tối thiểu là từ 4GB trở lên. Còn nếu mà USB nhỏ hơn thì chúng ta sẽ không cài được cái làm cái đĩa cài Win này được. Bây giờ chúng ta sẽ các bạn hãy sử dụng cái USB này để chúng ta cài Win. Ví dụ như các bạn cắm USB vào rồi các bạn bật phím nguồn rồi nhấn các cái phím từ F1, F12 đến F12 để vào boot để tiến hành cài Win. Thì nó sẽ giúp các bạn cài những bản Win mới. Và cái clip hướng dẫn các bạn tạo cái USB đĩa cài Win đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh sáng tạo. Các bạn hãy ủng hộ kênh sáng tạo bằng cách là nhấn đăng ký kênh, nhấn thích video và chia sẻ video lên mạng xã hội. Xin cảm ơn các bạn.